Hello everyone, nice to see you again. Today we continue Unit 13, A Bright Future, Section C, Part 2. Bạn xuất đây bằng phụ huynh học ní, thuyền nhiên bằng tò mê riêng tì đọc bây rồi bỏ dưỡng, Section C, phía tì bì. Hai phía tì bì ní cứ chỉ phía bằng chọc này mê riêng tì đọc bây nế. Ok, continue our lesson. Bà chân tầm 4 cứ dưỡng án hay nâng đạp rương rồi bỏ dưỡng làng bình sân nế mà bốn bạn. Promin xâm nua để trở lại. Who has opened a new store in Bat Đầm Bồng? Ta nị ná bạn bạc hàng thamay nơi Bat Đầm Bồng. Hiền, hey, have you seen Panya's Facebook page? Nè, ta miên nị ná bạn bạn mơ rồi gặp bạn khơn này Facebook rồi bạn Panya thế. He has updated his Facebook profile. Quát bàn phơ bà chế bọn ập hiếp kẻ này Facebook rồi bỏ quát. He has a new job. Kê miên càng nhiệt mây. He has passed the interview to work at the Ministry of Agriculture in Phnom Penh. Kê bàn bà lòng chọp ca sống phía đầm bây chôn phở cá nơi khốn nông cổ xuống cả sĩ cám nơi khốn nông tì krong phần bình. He starts work there next Monday. Kê ban kê chạp đám phở cá nơi ngày chăn mục ngày chăn krau ngày thật ngày chăn này nâng mọt đỏ nế cả video môn chương bộ prai thang sắp đá môn bà. Ok, vụt thi. I remember him. He attended Mr. Pirate's class. Khyum cham tha kot ban chu rian thana lok kru pirat. He valued his time at school. Kot ban oy kot oy tamlai nei pe veli nei ka siksa nei sala rian bo kot. Have attended the same class. Khyum ko ban chu rian thana chmuoy nei kot dai. He's a great student, but he hasn't been to school this term because he had an accident on his motorbike. Quát cứ chỉ sợ đó cha mình nhé. Phần tay quát một bàn từ xà là riêng tế nơi khả nông viện này thì bố tại quát miền cửa thân nạng trả cho đôi một tố được bỏ quát. Hey, have a look at Ning's Facebook profile. Nè, một mơ kiện này Facebook của bà Ning. She has won lots of awards of chemistry. Ning ban chí nế mê đai rồi có rung vôn pin nế bà vọt nế. Chị chán bì mục vị trí xâm rạp mục vị trí kì mì vị trí. I wonder where she is now. Where she is now? Chấm cho tha nhiên nữ nó là ok, continue our story. Hiền. Here she is. Nè, nhiên ạ. Nhiên has started her own business. Nhiên bạn chấp đam à chi và cầm tòa khuôn rồi bỏ nhiên. But she hasn't updated her Facebook profile since last year. So I'm not sure what she doing now. Phần tay niên mình bán phư bạch chế bọn hiệp cái ảnh này Facebook rồi bỏ tầm bộ mục Facebook rồi bỏ niên tăng vị trí năm muốn mà lại. Đối chứ này chúng mình bỏ có tha niên cầm bông phụ ấy tê là nhỉ. Look at the pictures. Relate mơ rụp hiệp. She has done so many things and she has been to so many places since she attended our school. Nhiếng ban chụp chảy rưu cả ban sống rạch. Ở vậy chỉ tràn. Hai nhiếng ban phụ đầm nà tới cả lại chỉ tràn tăng kỳ phí để nhiếng ban chụp mốc xa là riêng là bỏ dường. Rưu cả vọt tầm miền nế. She has been to Australia and she has climbed the Sydney Harbour Bridge.
Niêng ban từ Bretis Australia hay niêng ban lang spin Sydney Harbour Bridge và spin Sydney Harbour nè. She has played volleyball on Bondi Beach and she has eaten kangaroo. Niêng ban lên bà tiên nè lời chân nè Samut Bondi hay nâng ban hộp sạch kangaroo. She hasn't said whether she likes eating kangaroo's meat or not. Niêng mình ban mình chịu thà niêng cho chặt body pop sạch kangaroo. Niêng mình cái này như thế dừng thay bỏ ra thì niêng mình ban mình chịu thà niêng mình niêng cho chặt hộp sạch sạch kangaroo nưng thì bà này thả ban mình chịu đi. Pissed, yeah. Niang always work hard in class. Iya. Niang cứ chỉnh nét chữ cao, giúp cho tự đại nơi khung cao điện sốt nơi khung thân. You have to value your time in school. Niệm trơ tài nữa, have to dùng mà riêng nữa. Niệm trơ tài ôi tầm lấy từ lời bê và lý này nơi xa lạ riêng. You need to make the most of your educational. Nẹ trời tái nẹ trời phư rưu cổ nẹ trời chùm này bê lợi stân tài tiếng ốc này ca sạc xa rồi bỏ nẹ bỏ nẹ thạp chùm này bị bàn tràn lực ca sạc xa. Hey, has she gotten married? Nè, ta niên bàn rịp ca hai rừng nớ hiền. Her Facebook profile says single, so she hasn't gotten married. Kể này Facebook của niên thì dây thà nấu liều, đối chứ niên còn toàn bàn rịp cả tên. Thì, has she opened any new store? Ta niên bàn bạc hàng mây rứ. Hiền. She has, she has opened a new store in Battambang, but she hasn't written the address. Niêng bàn bạc hàng thamay mũi, rư cà tộp thamay mũi nơi Battambang. Bọn tay niêng mình bàn sẽ xe prap thà, sẽ dự thà nơi cái lại nà tê. She has also bought a new car, but she hasn't said what type of car it is. Niêng có bàn tình làn mùi mây phỏng đài. Phần tay niêng mình bàn gì thá tình làn mãi tê. Pissed, wow, she has done well. Oh chà, niêng phở vầy, niêng bàn phở vầy vầy dàng lọ. Niêng has always valued her education and now she is making the most of it. Niêng cư trên nơi chữ cá, bàn oi tầm lấy từ lời ca sực xa rồi bỏ niêng. Hãy lời ní niêng bàn niêng cơ phong tài phương prai ở phía sở mặt tập hiệp. Một thị, yes, good for her. Bạn cứ lo sở mặt niêng. Ok, after you read and listen the story again, now continue to number 3. Match the words to the pictures. Bạn kia ao dương cú cống, match cú cống words bịa bạn. Tư chùm mùi nâng rụp hiệp. Want an interview. Cá xong phía mùi. Ok. B. Thú Sydney Harbour Bridge. Spin Sydney. Bạn. Cứ. F. 3. Facebook profile. E for agriculture. D award. A education. C bạn. Ta con bốn to mê riêng bởi dương tiết. Number 4. There is one mistake in each sentence. Bạn kết này dì tha miên còn hộp mùi nè khăn ông bác này mùi.
Read the story again and correct the mistake. អានរឿងម្ដងទៀតហើយកែកំហុសអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានរឿងរបស់យើងឡើងវិញបាទបញ្ញា hasn't updated his Facebook profile បញ្ញាគឺមិនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទំព័រ Facebook របស់នាងទេរបស់គាត់ទេណាបាទអញ្ចឹង has នៅក្នុងរឿងរបស់យើងគឺ has I mean hasn't ទេ He has gone to Australia បាទចឹងនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងគឺ been នាង has been to Australia បាទនាងបាននៅប្រទេសនាងបានទៅប្រទេសអូស្ត្រាលី Would he has attend the same class ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងគឺ attended ណាដែលថា has គឺប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទទម្រង់ទី3 attend គឺជាទម្រង់ទី1ជាង attended គឺទម្រង់ទី3វុធីបានចូលរៀនថ្នាក់ជាមួយគាត់ដែរណានាង has start her own business ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងគឺ started នាង has started her own business នាងគឺបានបើកអាជីវកម្មតខ្លួនមួយនាង hasat kangaroos បាទជាង at ជាកិរិយាសព្ទទម្រង់ទី2ជាង has គេប្រើជាមួយកិរិយាសព្ទទម្រង់ទី3គឺ eaten នាង has eaten kangaroo ណានាងបរិភោគបានបរិភោគសាច់កង់ការូ have នាង opened any new stores ជាងក្នុងអត្ថបទរបស់យើងគឺអត់ប្រើជាមួយនឹង have ទេដោយសារតែនាងគឺជាឯកវចនៈបរិភោគទី3ជាងប្រើជាមួយ has Ning opened any new store បាទតើនាងបានបើកហាងថ្មីទេអូខេ G Ning has also buy a new car អញ្ចឹង buy ជាកិរិយាសព្ទទម្រង់ទី1អញ្ចឹងគឺប្រើ bought Ning has bought a new car ណានាងបានទិញឡានថ្មីមួយ Ning always value her education នាងចំណេះកាលបាទ value នេះគឺ have ed ទៀត value ឲ្យតម្លៃណា value នាងចំណេះកាលបានឲ្យតម្លៃលើការសិក្សារបស់នាងអូខេតោះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៅចំណុចទី5 number 5 imagine នេះគឺការស្រមើស្រមៃ you are interviewing someone to be a new English teacherស្រមៃថាអ្នកកំពុងតែធ្វើការសម្ភាសដើម្បីផ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស example question have you ever taught before have you ever been to university តើអ្នកធ្លាប់បានបង្រៀនទេពីមុនមកតើអ្នកធ្លាប់ទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យទេពីមុនមកDon't forget to use WA questions to ask for more information. កុំភ្លេចប្រើសំណួរដែលផ្ដើមដោយ WA ដើម្បីសួរសំណួរជាច្រើនទៀតមាន Where did you go to the university? តើអ្នកបានទៅសាកលវិទ្យាល័យនៅឯណា? Okay, ឥឡូវយើងអានមើលឧទាហរណ៍របស់យើងទាំងអស់គ្នា Example.Student A, have you ever taught before? តើអ្នកធ្លាប់បានបង្រៀនទេពីមុនមក? Student B, yes, I have taught English for 12 years. បាទ ខ្ញុំធ្លាប់បានបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសរយៈពេល12ឆ្នាំ. Student A, where have you taught before?តើអ្នកបានបង្រៀននៅកន្លែងណាពីមុនមក Student B I have taught in Phnom Penh and Lumphat ខ្ញុំបានបង្រៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅក្រុងលំផាត់នឹងខេត្តរតនគិរីណាបាទរតនគិរី province នៅជិតខេត្តរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងយើងក៏នៅរតនគិរីក្បែរគ្នាបាទ Student A
Have you ever been to university? តើអ្នកធ្លាប់បានទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យទេ? Student B. Yes, I have been to the university. បាទខ្ញុំធ្លាប់បានទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់វីដេអូក្រោយយើងរៀនអំពីបច្ចុប្បន្នកាលបច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍ឬក៏ present perfect. Bye bye.